nó có thể gắn thêm nhiều cái phụ kiện, ví dụ như là cái mái che trên này đó, và cái miếng nhựa cho cái hàm để giúp cho cái nón này nó bảo vệ gần gần bằng với cái nón full face luôn. Chào mọi người trở lại với Happy Channel. Video này mình tiếp tục giới thiệu cho mọi người cái mũ 3/4 JWT hai kính. Đó chính là mũ JWT 613. Thì hôm bữa cuối video kia mình có nói là chiếc mũ này chuyên trị cho những bạn vòng đầu từ to tới rất to, và ưu điểm là khối lượng nó sẽ rất là nhẹ và có thể tùy biến thành nhiều dạng mũ khác nhau. Rồi, ở trên bàn đây các bạn đang thấy là sẽ có là màu đen nhám trơn nè, và màu camo. Camo của nó sẽ có là camo xanh dương như thế này, và màu camo đỏ này nha các bạn. Nó sẽ có hai cách phối màu khác nhau. Rồi mình đợi xuống đây một cái ha. Rồi, màu tem này á thì nó cũng là cùng một màu tem nè, nó phối khác nhau. Cái màu cam này á thì nó sẽ là nhám, còn bên đây là màu xanh neon á, nó sẽ là màu bóng nha. Ở đây á là hai màu này cũng là cùng một bộ tem mà được phối với cái màu khác nhau. Chiếc mũ JWT 613 này cũng là chiếc mũ ra mắt lâu rồi, và lý do hôm nay mình mới kinh doanh chính thức đó là nó cũng đã được điều chỉnh giá một cách rất là tốt, từ 1.800.000 còn 1.400.000 là mũ giống như thế này nha. Còn nếu bạn lấy thêm cái mái che là thêm 100.000 nữa, là cái mỏ che ở trên đó, hiện tại cái đó nó hết rồi, cho nên mình không có là trình bày một cách thực tế cho bạn coi được nha. Rồi, cái mũ này mình sẽ cân thực tế nó cho các bạn thấy, cái khối lượng nó cũng sẽ là rất là bất ngờ. Nó chỉ có để mình cân cho bạn xem luôn nha. Wow, 1.170g nha các bạn. Dạo này rất là nhiều chiếc mũ 3/4 hai kính mà khối lượng nhẹ như thế này. Đặc biệt thì mũ này nó sẽ có là S, M, L, XL, XXL luôn. Và size XXL nó dành cho vòng đầu từ 62 tới 63. Và đặc biệt hơn là nó sẽ ít ôm bó cái phần má giống như chiếc mũ Rock 02 hoặc là Yuhi 878, cho nên nó sẽ tạo cái sự thoải mái cho những người cái vòng đầu to và khuôn mặt bầu bĩnh giống như mình vậy nè. Như mình này thì mình đội tầm size là L là vừa rồi nha các bạn. Cái mũ này cũng là L, mình sẽ đội thử cho các bạn coi nha. Hai kính nha. Kính ở ngoài là màu trong suốt, kính ở trong là màu khói màu trà. Đó, đội cảm giác nó sẽ ôm đều và nó dễ chịu. Một chút xíu mình sẽ mở ra cho các bạn coi ở trong coi nó có cái lock như thế nào ha. Bạn có thể nhìn sơ ngang gì một cái ha. Ở đây mình đang sử dụng là màu đen nhám nè. Cái kính nè, khi bật xuống á, thì là trượt cái ngàm này, trượt xuống. Nó sẽ che hết cái tầm mắt, tầm nhìn của mình luôn. Nó cho cảm giác là đội mà đi ban ngày khi mà trời ánh sáng mạnh nó chiếu xuyên xuyên, nó không làm cho bạn bị chóng, bị khó chịu. Cái khóa sử dụng cho cái nón này cũng là khóa Myrolock luôn nha các bạn. Mình sẽ cùng quan sát chút xíu về phía trong là khóa Myrolock như thế này. Lock của nó là không phải là đen thui giống như cái JWT 205. Thì hôm trước á, mình có nói cái JWT 205 này nó nặng là 1.140g, là nó dành cho vòng đầu từ 58cm trở xuống thôi. Còn nếu mà bự quá, đội nó sẽ không có thoải mái. Còn bạn nào vòng đầu mà bự hơn á, thì có thể lựa chọn dòng nón này. Nó chênh lệch nhau có 100.000 nè, mà cái này á, thì nó sẽ hơi bự chút xíu hơn. Hai cái nón này là xài chung kính nha. Cái kính hôm bữa mình có nói là nó có hai cái ngạnh hai bên nè, bật lên bật xuống, và kiểu tháo kính cũng như nhau luôn, là dặn cái này ra. Thì bữa trước mình có giới thiệu rồi. Cái đặc trưng của cái mũ này thêm á, là nó có thể gắn thêm nhiều cái phụ kiện, ví dụ như là cái mái che trên này đó, và cái miếng nhựa cho cái hàm để giúp cho cái nón này nó bảo vệ gần gần bằng với cái nón full face luôn. Nó sẽ bảo vệ thêm được phần hàm ngoài trước. Tiếc một cái là hiện tại mấy phụ kiện đó nó đều không có hàng, và video sắp tới mình sẽ làm rõ hơn, mình sẽ gắn mình cho các bạn coi cũng như là test cái khả năng gọi là chống va đập của nó sơ bộ như thế nào ha. Cái nón này á thì mình sẽ thích hơn nón bên đây ở chỗ cái hốc thông gió nè, bật lên. Cái hốc thông gió như thế này nó sẽ cho cái hiệu suất lấy gió cao hơn và nó đã hơn các bạn. Bật lên bật xuống nghe kịch 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 vậy đó, có nghĩa là nó phản hồi lại vì cái chuyện mà cơ học và cái âm thanh nó nghe cũng đã. Còn cái này nè, không thấy có gì chân á, nó sẽ hơi đơn điệu chút xíu. Còn cái kích đóng mở kính á cũng là trượt bên đây ha. Chỗ này là cái này nè, khi mà mình gắn mỏ lưỡi chai vô á là dùng cái này mở ra gắn vô, còn bình thường không có là dùng cái bộ phận này để đắp nó lại để cho nó không có bị lộ ra cái phần xấu xí trong. Lót của nón này cũng có thể tháo ra được luôn ha, mình sẽ tháo ra cho bạn coi. Cái cách tháo lót thì giống như cái nón kia thôi, nó có thêm miếng xé dán nữa, nó cố định cái này nó tốt hơn thôi. Mở cái này ra ha. Mấy cái nón này á thì cơ bản là mình gói gọn nó trong chữ ổn định đó các bạn. Cái kiểu nó thì không có quá xuất sắc đâu, nhưng mà nó được cái là nó nhẹ và đội nó thoải mái, nó êm. Gỡ này ra nha. Rồi,
Bạn cũng thấy nè ha, ở trong đây thì nó không có cái miếng EBS để bảo vệ bên đây, cho nên nó sẽ không chắc chắn và nó cũng sẽ không có nặng giống như là mũ Yuhi 878 hay là Rock 02. Mình nhắc lại cái khối lượng của Rock 02 và Yuhi 878 nó là 1450g, cái mũ Sirius 205 này là 1140g và mũ Sirius 613B này là 1170g, là chưa có cái mỏ và chưa có cái hào. Cộng hai kia thì nó sẽ là khối lượng cao hơn nha. Cái này á, thì hốc thông gió như mình nói ở đây nè, cái hiệu suất lấy gió cao nè, ở ngoài sau nó có lỗ thoát gió. Những chiếc mũ này trước đây á, là mình không kinh doanh tại vì cái giá nó cao quá, nó tới 1.800.000 lận á, nhưng mà mình có nhiều cái phân khúc là nón nó tầm tầm đó, bây giờ thì nó điều chỉnh giá giảm lại, cho nên mình giới thiệu chi tiết cho các bạn để cho những cái bạn nào á mà có cái nhu cầu, cũng như là những cái anh nào á mà đang tìm chiếc mũ phương phay hai kính nhẹ, đội thoải mái, chỉ đi phố vòng vòng được chơi, nó an toàn hơn nhiều so với cái mũ nửa đầu, nó bảo vệ tốt, nó che chắn tốt hơn á, thì đây là lựa chọn hợp lý mà giá của nó cũng dễ tiếp cận hơn nhiều rồi. Những cái sản phẩm mà của thương hiệu Sirius này các bạn yên tâm nha, công ty Long Huê của Đài Loan á thì họ sẽ lúc nào cũng đặt cái chuyện á mà chất liệu á là phải là tốt nhất lên hàng đầu. Những cái loại mà mũ do họ sản xuất á đều là sử dụng nhựa ABS nguyên sinh rất là tinh khiết, và hàng của họ cũng được xuất khẩu đi các thị trường châu Âu. Và kính của nón này á cũng là một cái rất là đã, là nó không có quá dày nhưng mà nó cho cái độ trong suốt cao. Từ ngày xưa mà mình dùng những cái sản phẩm mà thương hiệu con tới từ công ty Long Huê này sản xuất đó, mình đã rất là thích phần kính rồi. Bây giờ họ mới bắt đầu là chú trọng thị trường trong nước, họ mới sản xuất nhiều như vậy thôi. Nói thì nói nhiều cho các bạn hiểu sao, nói mấy bạn mới sau này thì các bạn sẽ không biết nhiều tới thương hiệu Sirius này đâu, mà những cái giống như là tuổi như tuổi ba mình hoặc là những tuổi người trung niên á, người ta đã quen với thương hiệu này nhiều rồi. Tao biết đây là một thương hiệu cao cấp hơn Andes rất là nhiều. Thì mũ này bên mình vẫn bảo hành 3 năm, bảo hành cái kính này là nứt vỏ 1 năm, cái vỏ nhựa bảo hành nứt vỏ 3 năm, và mũ được ship series tận nhà, các bạn có thể là kiểm tra trước. Còn những cái phần an toàn nãy giờ mình nói đó thì nó phù hợp đi phố thôi, tốc độ từ 60 km/h trở xuống. Nó ưu điểm của nó là nó nhẹ, độ nó thoải mái và đặc biệt dành cho bồng đầu to. Nhưng mà nào bồng đầu to quá, thử hết nón này nón khác mà cảm giác nó vẫn không thoải mái, nó không có đã, không sướng á, thì tới thử dòng nón này thử coi. Mình tin rằng 90% bạn sẽ thích nó, phục vụ cho một ngách nhỏ khách hàng thôi. Những cái người mà bồng đầu to quá, khổ quá, tìm đâu cũng không được á, thì tìm mấy nón này nó sẽ gọi là giống như một miếng dép được gặp nhau vậy đó. Đó, nhẹ, thoải mái và mức giá mới tốt hơn, cũng như được tùy biến nhiều hơn là dành cho dòng nón này. Còn cái này á thì là nhẹ, thoải mái nhưng mà không tùy biến thêm nhiều ha, nó chỉ có gì là xài gì thôi. Rồi, ok các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.